xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn vào các cái chứng từ uh, kế toán. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái uh, cập nhật các cái chứng từ phiếu thu tiền và phiếu chi tiền. Đầu tiên chúng ta sẽ cập nhật vào cái phiếu thu tiền mặt. Chúng ta vào cập nhật số liệu vào chứng từ tiền mặt, tiền gửi và tiền vay. Chúng ta vào chứng từ phiếu thu tiền mặt khi chúng ta vào kích đúc vào màn hình cập nhật chứng từ chúng ta có thể là uh, sẽ cập nhật một vài cái chứng từ phiếu thu tiền mặt làm ví dụ cho các bạn chúng ta chọn nút nhập mới ở đây cái loại phiếu thu các bạn lưu ý là chúng ta sẽ xóa cái số 2 đi và các bạn sẽ nhìn thấy ở đây các cái mã giao dịch khác nhau Nhưng các, các cái trường hợp số 2 là thu của một khách, số 3 là thu của nhiều khách, số 7 có thể là À, người mua trả tiền trước và số 9 là thu khác. Thường chúng ta sẽ sử dụng cái mã giao dịch số 2. Chúng ta enter và chọn à, cái loại phiếu thu là số 2. khi con trò nhảy đến cái danh mục mã khách thì chúng ta có thể thấy là à, chúng ta muốn tìm một đối tượng công nợ mà chúng ta hoặc là một cái đối tượng chúng ta lập kỳ chứng từ phiếu thu thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ enter chương trình sẽ tự động tìm đến cái danh mục khách hàng nhà cung cấp và cán bộ công nhân viên Ví dụ ở đây chúng ta nhìn thấy là chúng ta chưa thấy cái đối tượng nào là cái đối tượng mà mình cần tìm thì chúng ta ở đây chúng ta có thể ấn F4 để thêm mới luôn cái đối tượng mà chúng ta cần tìm. Ví dụ như ở đây chúng ta đánh vào là Nguyễn Văn A. Địa chỉ là văn phòng công ty. Ở đây chúng ta có thể giữ phím Ctrl là Enter để chọn nhận sau khi chúng ta đánh vào cái ô mã khách là chọn là đối tượng Nguyễn Văn A chúng ta đánh lại là Nguyễn Văn A các bạn ghi vào cái dòng lý do nộp là thu tiền à, tạm ứng tài khoản nợ các bạn ghi là 111 Đối với cái trường hợp mà chúng ta đánh vào cái tài khoản 111 này thì chúng ta chỉ đánh một lần Sau này khi lập cái chứng từ phiếu thu mới thì chương trình mặc nhiên ở đây là cái tài khoản 111 Ngày toán của ta ví dụ như là chúng ta sẽ gạch toán vào ngày mùng 2 tháng 1 năm 2014 Ở đây cái số chứng từ trong cái quyển chứng từ này các bạn lưu ý là Cái số phiếu thu chúng ta sẽ khai báo ở cái phần uh, khai báo các cái danh mục quyển số chứng từ và khi chúng ta khai báo thì chương trình sẽ tự động mỗi lần khi các bạn nhập mới thêm một cái chứng từ thì các bạn có thể thấy là chương trình sẽ tự động đặt tăng lên một đơn vị chúng ta enter để xuống dòng uh, xuống cái cột hạch toán tài khoản có ở đây chúng ta sẽ đánh vào tài khoản 141 cho trong các cái trường hợp là cái trường hợp thu lại cái tiền mà uh, cái đối tượng Nguyễn Văn A tạm ứng thì chúng ta đánh vào đây ví dụ chúng ta thu 23 triệu. Ở đây chúng ta sẽ chọn nút lưu lại để có thể lưu cái chứng từ lại. Sau khi các bạn ấn nút lưu chứng từ có nghĩa là chương trình đã lưu dữ liệu lại và các bạn có thể ấn phím in. Thì ở đây để in được chứng từ chúng ta có rất là nhiều các cái mẫu ở đây chúng ta có thể chọn mẫu báo cáo đây để in ra ví dụ như các bạn có thể fill in cái phiếu thu tiền mặt và trong các cái trường hợp cần thiết thì các bạn có thể eh, sử dụng à, các bạn có thể liên lạc với nhà cung cấp để các bạn có thể eh, yêu cầu nhà cung cấp là tạo thêm cho mình một vài mẫu phiếu thu theo cái yêu cầu của đơn vị ở đây chúng ta ví dụ chúng ta sẽ kích vào là cái phiếu thu in nửa trang A4 chúng ta ấn nút xem thì chúng ta có thể nhìn thấy là đây là cái 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 phiếu thu mà chúng ta sẽ được in ra ở trên cái chứng từ sau đấy chúng ta có thể nhập mới thêm một cái ở đây chúng ta sẽ nhập mới là trong các cái trường hợp ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ lập mới một cái phiếu thu tiền À, ví dụ như là các bạn thu uh, tiền tư vấn thiết kế của một cái công trình a à, chúng ta sẽ đánh vào là nguyễn thị b chẳng hạn ở đây là thu tiền tư vấn giám sát. Ở đây chúng ta enter tiếp theo đến ví dụ ở đây là ngày mùng 3 tháng 1 chúng ta nhìn thấy là cái số phiếu thu lúc này đã tăng lên là 353. Cái chứng từ trước đây chúng ta lập là nó là cái chứng từ 352. <laughs> chúng ta đánh vào tài khoản 131. Chúng ta sẽ đánh tiếp là ví dụ như ở đây chúng ta thu 15 triệu tiền tư vấn giám sát đến cái ô mã công trình các bạn có thể nhìn thấy là trong các cái trường hợp như cái, cái, cái phiếu thu trước chúng ta làm ví dụ thì cái mã công trình chúng ta enter thì nó sẽ bỏ qua tức là cái mã công trình này có thể lựa chọn hoặc không lựa chọn các bạn lưu ý là đối với cái mã khách ở phía trên thì chúng ta bắt buộc phải lựa chọn nhưng đối với mã công trình thì chúng ta có thể lựa chọn hoặc không lựa chọn trong trường hợp các bạn không lựa chọn các bạn bỏ qua cho những cái chứng từ không liên quan đến công trình nhưng để vào được danh mục công trình thì chúng ta sẽ phải đánh một vài phím bất kỳ để lựa chọn các cái công trình thì chúng ta đánh một vài phím bất kỳ chúng ta enter thì chương trình sẽ tìm đến cái danh mục công trình ví dụ ở đây chúng ta chọn là công trình 01 các bạn có thể thấy là chương trình sẽ tự động nhảy thêm cái dòng thứ hai để chúng ta định khoản ví dụ như ở đây chúng ta có thể định khoản thêm một cái nghiệp vụ kế toán khác à, hoặc là một cái 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 khoản thu khác ở chẳng hạn ví dụ như ở đây chúng ta có thể thêm một dòng 131 nữa và thu 10 triệu cho một cái công trình khác thì các bạn có thể đánh vào đây và chúng ta À, hạch toán tiếp cái dòng thứ hai ở đây chúng ta sẽ enter về chương trình sẽ hỏi là à, có nhập tiếp không có nghĩa là ở đây có nhập tiếp trong cái màn hình nhỏ này không ấy thì nếu không nhập nữa thì các bạn chọn không sau đây chương trình sẽ nhảy đến cái nút lưu để các bạn có thể lưu chứng từ sau đấy là chúng ta đã nhìn thấy là chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn lập hai cái phiếu thu để các bạn có thể là thu tiền của hai cái đối tượng khác nhau và hai cái nội dung kinh tế khác nhau chúng ta chọn quay ra để thoát khỏi màn hình cập nhật phiếu thu tiền mặt tiếp theo chúng ta sẽ lập các cái chứng từ liên quan đến chi tiền ở đây chúng ta sẽ đưa ra hai cái ví dụ một là cái phiếu thu tiền uh, phiếu chi tiền cho nhà cung cấp thông qua cái tài khoản 331 và một cái phiếu thu ở uh, phiếu chi nữa là cái phiếu chi có hóa đơn thanh toán uh, vào cái tài khoản 642 tức là chi phí quản lý chúng ta enter để chọn nút mới trong các loại phiếu chi này các bạn có thể xóa để xem ở đây trong trường hợp chi khác thì các bạn lưu ý là trong cái trường hợp mà chúng ta lập một cái chứng từ mà không có hóa đơn đỏ hoặc là không có hóa đơn giá trị gia tăng gì đấy thì chúng ta có thể chọn cái phím cái đồ, cái giao dịch số 2 để có thể chi cho một đối tượng nào đấy. Hoặc là trong các cái trường hợp là chúng ta thanh toán cái tiền mà nó có hóa đơn hóa đơn giá trị gia tăng này thì chúng ta sẽ chọn nút 8 cái cái mã giao dịch số 8. Tức là ở đây chỉ có cái mã giao dịch số 8 thì các bạn mới có thể kê được thuế kê được thuế và hạch toán thuế. Còn trong cái trường hợp mà chúng ta chọn cái mã số 2, số 3 hoặc số 9 thì các bạn không thể kê cái hóa đơn thuế được. Ở đây chúng tôi ví dụ cho một cái trường hợp là chi khác, tức là chi cho đối tượng chúng ta mua hàng. Thì ở đây ví dụ chúng ta mua của công ty cổ phần vật liệu xây dựng. Ở đây chúng ta có thể ghi là người nhận tiền là Nguyễn văn C chẳng hạn lý do chi là thanh toán tiền mua thép phi 10 các bạn đánh vào tài khoản có 111 các bạn có thể thấy là chúng ta đã đánh vào cái ngày chứng từ ở đây là ngày chứng từ 0401 ở đây chúng ta đánh vào tài khoản nợ là tài khoản 331. Các bạn lưu ý là khi các bạn nhập liên quan đến các cái chứng từ thanh toán này thì trong các cái trường hợp chi tiền mặt thì các bạn lưu ý là cho những cái đơn hàng mình mua dưới 20 triệu thì mới có thể thanh toán bằng tiền mặt. Chúng ta ở đây ví dụ chúng ta đánh vào là tài khoản 5 15 triệu. Và các bạn có thể là À, theo dõi cái tài khoản này theo công trình Nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể đánh một vài phí bất kỳ để 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 chọn công trình có nghĩa là sau này mình cũng sẽ biết được cơ bản là tài khoản 31 này là cái khoản này là khoản mua cho công trình nào thì chúng ta có thể chọn mọi công trình còn không chúng ta có thể ấn enter để bỏ qua chúng ta chọn không và chương trình ấy sẽ nhảy đến nút lưu các bạn ấn enter tiếp để lưu chứng từ bây giờ chúng ta sẽ nhập mới một cái chứng từ mà có hai cái hóa đơn thanh toán và cái khoản chi này là khoản chi phí quản lý hai hóa đơn thanh toán và tổng chi phí quản lý thì nó nhiều hơn cái tổng số tiền hàng trên hóa đơn là cái trường hợp đặc trưng nhất của các cái trường hợp như là ví dụ chúng ta có một người đi tập huấn thì người ta có thể có cái hóa đơn tiền ăn và hóa đơn tiền uh, phòng nghỉ nhưng trong cái trường hợp là khi người ta về công ty thanh toán cái khoản công tác phí thì người ta được hỗ trợ thêm cái phần một ngày bao nhiêu tiền có nghĩa là cái phần hỗ trợ thêm đấy nó không có hóa đơn chúng ta chọn phím nhập mới và cái loại phiếu chi ở đây chúng ta sẽ chọn số 8 các bạn có thể đánh trực tiếp vào số 8 ví dụ ở đây tôi sẽ chi cho đối tượng là này thanh toán tiền công tác phí các bạn chọn là ngày mùng 5 tức là đi vào cái ngày tế dương lịch mùng 4 về mùng 5 thanh toán thì các bạn ở đây đánh vào tài khoản 642 6422 các bạn lưu ý là đối với quyết định 48 thì cái cái tài khoản chi của chi phí quản lý là 6422 và tài khoản chi phí bán hàng là 6421 nhé ở đây chúng ta ví dụ khoản thanh toán này là 5 triệu rưỡi Để kê được hóa đơn các bạn lưu ý là ở cái chỗ này hóa đơn này Các bạn xóa đi các bạn cái cột hóa đơn này các bạn xóa đi các bạn có thể nhìn thấy là sau này có danh mục để lựa chọn Trong cái trường hợp mà chúng ta kê thường thì kê một hóa đơn hay nhiều hóa đơn chúng ta cũng có thể chọn uh, Cái loại hóa đơn là số 5 tức là chúng ta có thể kê nhiều hóa đơn hoặc là kê một hóa đơn thì cũng không vấn đề gì. Ở đây có một cái cột nữa là cái cột khi các bạn chọn số 5 rồi thì chương trình enter thì chương trình nhảy đến cái cột thuế giá trị gia tăng. Ví dụ ở đây chúng ta có 300 000 tiền thuế giá trị gia tăng của tổng cả hai hóa đơn chúng ta đánh vào là tài khoản là cái cột thuế giá trị gia tăng là thuế về Việt Nam đồng là 300 000 Chúng ta tiếp tục enter thì chương trình sẽ tự động chuyển sang cái ô thuế giá trị gia tăng các bạn lưu ý là nhìn thấy các bạn nhìn thấy ở trên này có hai trang một trang là trang các bạn sử dụng để hạch toán cái cái cái, cái chi phí quản lý các cái khoản chi phí và ở trang kê cái, cái, trang thuế giá trị gia tăng đầu vào khi các bạn kê ở đây ấy, thì các bạn có thể kê vào thì chương trình sẽ tự động hạch toán lên tài khoản 133 luôn vậy nên là chúng ta chỉ cần kê ở bên thuế này mà không cần phải hạch toán thêm một dòng nữa là tài khoản 133 các bạn đánh vào ở cái ô mã hóa đơn các bạn lưu ý là chính là cái phần đầu của cái phần ký hiệu mẫu số hóa đơn ở đây trong cái phần mềm hỗ trợ kê khai thì chưa yêu cầu cái phần mã hóa đơn nên là chúng ta chỉ cần đánh vào cái phần mã ký hiệu mẫu số hóa đơn ví dụ ở đây là chúng ta đánh vào gtkt 3 gạch không không một cái mã tài chính này các bạn lưu ý là nó nằm vào cái cái một trong năm mục của cái thông tư 60 của bộ tài chính tức là cái 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 hàng hóa dùng riêng cho cái dịch vụ dùng riêng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế giá trị tăng đủ điều kiện khấu trừ không đủ điều kiện khấu trừ thuế hàng hóa dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế à, chúng ta ở đây thường là chúng ta cái công ty kinh doanh chia lắp là sử dụng cái mục 1 tức là cái 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 hàng hóa dịch vụ mua vào đủ điều kiện để khấu trừ thuế giá trị gia tăng ở đây chúng ta đánh vào số chứng từ là à, ví dụ là 3211 chúng ta số seri là ví dụ tx 14p ngày chứng từ của hóa đơn là ngày mùng 2 tháng 1 à, trong các cái trường hợp này các bạn lưu ý là cái đối tượng ở cái ô mã khách ấy, của cái huệ hóa đơn giá trị gia tăng chính là cái đối tượng cung cấp hóa đơn đỏ cho mình trong các cái trường hợp các bạn chọn cái đối tượng mã khách từ cái danh mục khách hàng ví dụ ở đây thì lúc này khi các bạn đã chọn mã khách rồi ấy, thì cái mã tên khách địa chỉ và mã số thuế các bạn sẽ không sửa được nữa thì trong trường hợp nếu có chưa có mã số thuế ở trong danh mục khách hàng thì các bạn có thể đánh được nhưng có rồi thì không thể đánh được. Như vậy các bạn có những cái trường hợp các bạn lưu ý là có những cái đối tượng cung cấp hóa đơn cho mình có khi là một vài năm mới có một cái hóa đơn cho mình và chúng ta không cần thiết phải đưa vào mã ở cái danh mục khách hàng để nó nhiều quá thì các bạn có thể xóa ô mà khách. Khi các bạn xóa ô mà khách thì các bạn có thể đánh vào được tên khách hàng các bạn lưu ý là nhìn thấy cái hộp sáng nó đã được bôi đen để các bạn có thể đánh vào sau đấy chúng ta có thể chọn mã công trình nếu muốn hàng hóa dịch vụ ví dụ ở đây là tiếp khách chẳng hạn tiền hàng là một triệu các bạn lưu ý số tiền mà tôi đưa ra ở đây là số tiền là ví dụ nên các bạn nhìn thấy là ở đây thuế đã là 100.000 trong lúc đấy ở bên phần chi tiết hạch toán chúng ta lúc nãy đã hạch toán ở bên đấy là kê vào đấy là 300.000 tiền thuế vậy chúng ta sẽ còn phải kê thêm một cái hóa đơn nữa hoặc là hai cái ba cái làm sao nó phải đủ 300.000 ở đây chúng ta kê tiếp dòng thứ hai chúng ta ấn đẹp 4 để thêm mới chúng ta có thể copy dòng bên trên xuống. Chúng ta lưu ý là cái ô mã hóa đơn chúng ta không cần phải không 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 cần phải kê số chứng từ ví dụ như là 007931 đấy. Chúng ta có thể TX là gạch 14P chẳng hạn. À, ngày đi là ngày 01. Ở đây là ví dụ như, như là nhà nghỉ ý, Hoàng Anh chẳng hạn địa chỉ chúng ta có thể đánh hoặc không đây là tùy Ừ bạn số thuế mà công trình đây là phòng nghỉ ở đây 2 triệu các bạn lưu ý là tôi đánh ra đây 2 triệu để các bạn hiểu rằng là 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 cái trường hợp này sẽ có 200.000 tiền thuế 200.000 tiền thuế là tổng cộng của tiền thuế ở đây là sẽ là 300.000 các bạn lưu ý là ở cái tài khoản thuế ở cái số tiền thuế này các bạn có thể nếu như gặp cái trường hợp nào người ta viết hóa đơn cho các bạn là người làm tròn số thì có thể nó không đủ thì các bạn lưu ý là khi chọn tiền hàng mã thuế là 10 thì nó tính ra là 10 phần trăm các bạn có thuế 100 nghìn nhưng lúc này ở đây có thể là 99 nghìn do người ta cung cấp hóa đơn cho mình người ta làm tròn các bạn lưu ý là khi các bạn đánh lên đây là 199 nghìn thì tổng cái tiền thuế lúc này sẽ là 299 nghìn các bạn ấn nút lưu chương trình sẽ thông báo là tổng tiền thuế ở bên hóa đơn khác với tổng tiền thuế bên chi tiết hạch toán như vậy là chúng ta lưu ý là ở đây các bạn nhìn thấy là chúng ta đã kê thuế là 300.000 và bên ở bên cái thuế đầu vào này chỉ có 299.000 chúng ta sẽ phải đánh lại vào đây cái tiền thuế là 299 thì chương trình mới cho các bạn lưu chứng từ chúng ta chọn lưu như vậy là các bạn thấy là uh, chương trình đã đã lưu cái chứng từ này lại với cái 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 bây giờ chúng ta sẽ nhập mới một cái chứng từ phía chi là các một cái khoản ví dụ các bạn thanh toán tiền thuê máy thi công chẳng hạn thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ thuê của một cái cái đơn vị là cái công ty ý, ý, công ty cho thuê ý, máy chẳng hạn địa chỉ là số uh, nào đấy. Rồi là mã số thuế là 2900. Uh, đấy chúng ta chọn nút nhận. Sau đấy chúng ta enter. Chúng ta lưu ý là ở trong cái khoản thanh toán này là cái khoản thanh toán trực tiếp, có nghĩa là không qua công nợ, nợ. Các bạn có thể hạch uh, toán luôn vào tài khoản 154. Ở đây chúng ta Nguyễn người nhận tiền là Nguyễn uh, À, à, Thảo Vân chẳng hạn ví dụ thế lý do là thanh toán tiền thuê thuê ca máy các bạn có thể đánh vào là ví dụ ở đây là ngày mùng 6 nó thuê để thi công trình một hoặc là công nghệ không ai các bạn lưu ý là lúc nãy tôi có đưa ra một cái ví dụ là cái 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 công trình không một là tư vấn giám sát thì không có thuê cho nên là chúng ta sẽ làm vào cái công trình không ai ở đây chúng ta đánh vào tài khoản 154 các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta thuế hết 14 triệu trong đấy có thêm một triệu tư tiền thuế nữa ở đây chúng ta kê hóa đơn là số 5 mặc dù nó là một hóa đơn nhưng chúng ta vẫn có thể là kê ở đây khi các bạn enter lên ô mã phí các bạn sẽ phải rất là chú ý ở cái chỗ là cái mã phí này đối với tài khoản 154 chúng ta sẽ phải chọn nó là chi phí máy thi công tức là ở đây chúng ta có thể là các chúng ta thuê máy phục vụ thi công trình chúng ta có thể chọn là cái mã phí ở đây là mã phí 63 sau này khi các bạn biết thì các bạn có thể đánh vào đây luôn cái ô mã phí là 623 các bạn. tiền thuế là ở đây là 1 triệu 400 nghìn công trình chúng ta sẽ chọn là công trình 002 công trình 02 ở đây chúng ta enter thì chương trình sẽ tìm đến cái cột là, là à, cái chuyển sang cái trang là thuế giá trị tăng đầu vào chúng ta sẽ tìm đánh vào là ví dụ như là 2 gạch 002 chẳng hạn số chứng từ chúng ta có thể là 0601 mã khách là chính là cái công ty bên trên chúng ta sẽ đánh vào luôn là 06 ở đây công trình chúng ta chọn là công trình 002, 002 ở đây cái hàng hóa dịch vụ là thuê máy tiền hàng là 1 triệu 4 tra, 14 triệu các bạn chọn thuế 10 đánh vào thủ ô bạn thuế là 10 thì chương trình tính ra là một triệu tư tiền thuế sau đây chúng ta chọn lưu chứng từ như vậy sau khi các bạn cập nhật xong cái phiên chi tiền mặt tôi có thể lấy ví dụ luôn các bạn là ở cái phần tập hợp chi phí giá thành nó đã lên ngay cho các bạn biết là các bạn là có luôn cái số liệu là về cái 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 tài khoản 154 ở đây các bạn nhìn thấy là cái tài khoản công trình ông hai đã có ở cái phần phát sinh máy thi công 14 triệu nằm vào cái phần, phần công trình 02 chúng ta có thể ấn nút in để chọn preview lên xem thử các bạn nhìn thấy là ở đây đã có là chi phí máy thi công là 14 triệu ở cái công trình 02 sau này chúng ta sẽ tập hợp các cái 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 uh, chứng từ kinh tế phát sinh nó sẽ rất là cụ thể. Các bạn cũng có thể vào luôn cái bảng cân đối phát sinh công trình. ở đây chúng tôi nói luôn cho các bạn để các bạn có thể nhìn thấy là cái thực tế là cái chương trình nó có lên được số liệu báo cáo hay không. Uh, sau khi chúng ta cập nhật xong chứng từ phiếu thu phiếu chi tiền mặt thì các bạn lưu ý là ở cái giấy báo nợ và giấy báo có ngân hàng thì nó đều giống như là phiếu thu phiếu chi tiền mặt chỉ khác cái là ở đây cái tài khoản nợ các bạn sẽ đánh vào tài khoản 112 và có thể là cụ thể từng cái ngân hàng một các bạn sẽ phải đánh vào một, 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 một của ngân hàng Vietcombank là 1212 một, một, hai, một, hai là ngân hàng của VPBank chẳng hạn chúng ta cập nhật chứng từ giấy báo nợ bạch giấy báo có là giống đúc như ở cái 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 phiếu thu phải chi tiền mặt